khi trải qua vòng thử giọng ở tập đầu tiên của American Idol 2019 và nhận được nhiều phản hồi được tích cực từ ban giám khảo lẫn khán giả, thí sinh Việt Nam Minh Như tiếp tục bước vào vòng thi Hollywood. Ca khúc mà cô lựa chọn để thể hiện là Chandelier của Sia. Tuy vẫn được lọt vào vòng trong, nhưng màn diễn của Minh Như lại nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Cư dân mạng cho rằng thí sinh Việt Nam lạm dụng nốt cao, hát như hét vào mặt người khác. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Như sau khi vượt qua vòng Hollywood. Sau rất nhiều lần suy nghĩ và đắn đo, Như quyết định chọn ca khúc Chandelier vì lời bài hát có sự suy tư, cảm xúc khiến mình khá đồng cảm. Đặc biệt, Như rất yêu Sia và cảm nhận ca khúc này sẽ giúp mình thể hiện được hết khả năng trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ tầm 30 giây của chương trình. Khi bước lên sân khấu, với mỗi tiết mục, Như đều cố gắng hoàn thành tốt nhất phần trình diễn, thể hiện hết những gì mình có. Như hát toàn bộ bản năng nên nhiều lúc có thể hơi quá đà. Sau tiết mục, Như cũng đọc được những lời nhận xét của mọi người. Mình sẽ cố gắng tiết chế hơn trong những vòng thi tiếp theo và hoàn thành bản thân mỗi ngày. Có người đã từng hỏi Như, tại sao không chọn một ca khúc ballad? Vì việc chọn một ca khúc ballad đạt nhẹ nhàng hơn, mình cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng thật ra, việc chọn một ca khúc để dự thi khiến Như phải suy nghĩ rất nhiều. Có nhiều bài hát rất hay, nhưng mình cần phải xem xét bài có hợp với bản thân hay không, có giúp mình phát huy hết khả năng hay không. Như luôn hết mình với tiết mục mỗi khi bước lên sân khấu. Đó là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của Như. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện dần. American Idol là một cuộc thi âm nhạc lớn nên chất lượng các thí sinh rất cao. Như không nghĩ giọng hát và kinh nghiệm của mình lại hơn các bạn trong nhóm. Như thấy, mọi người đều như nhau, ai cũng có thế mạnh riêng và mình sẽ cố gắng chiến đấu hết khả năng của mình trong từng vòng thi. Như sang Mỹ cũng phải bắt đầu lại mọi thứ nên Như không nghĩ mình có lợi thế hơn so các thí sinh khác.